Đức Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên giảng đạo Ý Nhi có vẻ ngoài tỷ lệ nghịch với trí thông minh, ảo tưởng bản thân. Với phát ngôn của vị Đức Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên xoay quanh về vụ việc của Hoa hậu Ý Nhi cũng như về giới trẻ hiện nay đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Dù đã hơn 2 tuần trôi qua nhưng những câu chuyện bên lề, những thảo luận và đưa ra quan điểm về những lùm xùm xoay quanh Hoa hậu Ý Nhi vẫn được bàn tán rôm rả trên các diễn đàn mạng xã hội, bên cạnh những lời phê phán từ cộng đồng mạng mà bắt trend đỉnh cao cùng màn cá khịa từ các đài truyền hình hay nhận định của các nhà văn, nhà thơ về vụ việc của Ý Nhi. Thì mới đây, trong một bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuseppe Vũ Văn Thiên đã gây bão mạng xã hội khi Đức Tổng Giám mục này đã bắt nhịp khá hiện đại về giới trẻ, về những trend hiện nay. Cụ thể, Đức Tổng Giám mục Giuseppe Vũ Văn Thiên đã lấy câu chuyện phát ngôn về ba người nổi tiếng của Hoa hậu Ý Nhi trong cuộc phỏng vấn trước đó với truyền thông. Vị Đức Tổng Giám mục cho rằng Hoa hậu Ý Nhi này có vẻ ngoài tỷ lệ nghịch với trí thông minh của mình. Cô ấy đã ảo tưởng và không biết mình là ai, không biết mục đích của mình ở trên đời này là gì, chạy theo những mơ tưởng không phù hợp với khả năng, giá trị và tương lai của mình. Đó là một sự nguy hiểm. Ý Nhi quá tự tin, không biết mình là ai. Vì thế nhiều người hiện nay cũng đưa ra một nhận định rằng hiện nay ở Việt Nam rất loạn các cuộc thi Hoa hậu. Cô Hoa hậu này có sắc đẹp, bề ngoài tỷ lệ nghịch với trí thông minh của mình. Còn nhận định của ban giám khảo, đây là một xu hướng chung của xã hội Việt Nam, của rất nhiều người trẻ đánh giá nhân trị con người không phải là đức tín, thông minh, nhân cách mà chỉ xác định bề ngoài vẻ đẹp mà chưa chắc đã đẹp. Nếu là Hoa hậu, chưa hẳn đẹp nhất nước thôi vì còn có nhiều cô gái khác đẹp hơn nhưng họ lại không đi thi. Cô ấy chỉ là đẹp nhất cuộc thi mà thôi, còn cô ấy đứng cho mình là vua, đặt ngang hàng với vua Quang Trung, với nhà thơ Hàn Mặc Tử. Ảo tưởng, không biết mình là ai, mục đích của đời mình là gì, đó là một nguy hiểm, một cạm bẫy của nhiều bạn trẻ chạy theo nhiều mơ tưởng với khả năng của mình và tương lai của mình. Vì vậy, trong cuộc sống hiện nay, nhiều người chạy theo những gì bề ngoài về trào lưu sống ảo. Giới trẻ ngày nay, ngày sinh nhật của bố mẹ chưa chắc đã nhớ, nhưng ngày sinh nhật của ngôi sao, của idol thì nhớ lắm. Chuyện tình tay 2, tay 3, lấy vợ 1, vợ 2, vợ 3 hay vợ 4 thì nhớ dữ lắm. Điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến con người của bạn. Vị Đức Tổng Giám mục Giuseppe Nguyễn Văn Thiên cho biết, sau bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuseppe Vũ Văn Thiên đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm khá lớn từ cộng đồng mạng hiện nay và nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng đã bày tỏ sự thích thú của Đức Tổng Giám mục Giuseppe Vũ Văn Thiên khi đã mang những trend hiện đại vào bài thuyết giảng để giới trẻ có thể biết khiêm tốn, nhìn nhận lại chính mình, hoàn thiện bản thân. Cha đang rao giảng cho lớp trẻ biết hãm mình trước Chúa và biết khiêm tốn với mọi người xung quanh. Chưa bao giờ có Hoa hậu tệ hại như Nhi hậu mà Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội cũng bức xúc vào cuộc như vậy. Hay, cha đã lấy một câu chuyện ngoài đời để giảng cho lớp trẻ hôm nay, hãy sống cho chính mình, luôn tu rèn lối sống, đừng có ảo tưởng sức mạnh của mình. Ngoài kia có rất nhiều người tài giỏi hơn mình và câu chuyện chỉ là một lời nhắn nhủ cho thế hệ trẻ hôm nay. Một số ý kiến của cộng đồng mạng trước bài thuyết giảng của Giuseppe Vũ Văn Thiên. Con là người Công giáo nhưng không nghe lọt, cha không nên đưa câu chuyện này lên để giảng cho các con chiên mình nghe như vậy. Cha luôn dạy các con luôn bao dung rộng lượng, vị tha, không sân si, ganh ghét, đố kỵ. Một ý kiến trái chiều khác về bài giảng.